cắt điện, anh chẳng bảo em câu, anh cắt như nhà anh. Trời mây hôm nay 40-50 độ, em thực sự hơi sợ. Sợ lắm. Vì sao thế anh? Sao dạo này mất điện? Anh thì bảo rằng là cắt điện luân phiên. Đã mấy ngày nay em chưa kịp ngon giấc, là điện anh cắt mất nên em sợ anh ơi.